Thời tiết giá rét, nhiệt độ xuống thấp trong 2-3 ngày vừa qua khiến số bệnh nhi nhập viện tăng do mắc các bệnh về hô hấp, tiêu chảy. Đặc biệt, nguy cơ bệnh sởi bùng phát có thể xảy ra, phản ánh của phóng viên thời sự trong sáng nay. Hôm nay 11 tháng 2, mới đến 9 giờ sáng, nhưng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tiếp nhận khám và chuyển vào các khoa gần 250 bệnh nhi. Và theo tổng hợp sơ bộ của khoa khám bệnh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, thì số lượng bệnh nhi đến khám và nhập viện tăng đột biến trong mấy ngày hôm nay khi thời tiết giá rét đột ngột. Trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khám và điều trị cho khoảng 700 đến 800 bệnh nhân, tăng hơn 30 đến 40% so với ngày bình thường. Phần lớn các bệnh nhi mắc các bệnh về đường hô hấp và tiêu chảy cấp. Thì chủ yếu là cũng những bệnh về đường hô hấp và có một số những cái dịch cũng cần phải lưu ý, ví dụ như là những cái dịch thủy đậu. Các cháu nó cứ sốt nhẹ rồi là nổi những cái hạt rồi bọng nước lên. Đấy, có thể có cháu nổi ít, có cháu thì nổi toàn thân hoặc là hoặc ở trong miệng nữa. Rồi gần đây cũng có những cái bệnh như là sởi rồi bắt đầu có dấu hiệu quay trở lại. Đấy thì các bậc phụ huynh, những người chăm sóc trẻ lưu ý là phải mặc ấm cho trẻ. Rồi là khi đi ra ngoài trời thì mình hạn chế cho các em bé đi chơi ra ngoài trời. Còn ở trong nhà thì mình mặc ấm vừa đủ. Đặc biệt trong số những bệnh nhi phải nhập viện do thời tiết thay đổi đợt này thì có 8 bệnh nhi bị mắc sởi. Điều đáng nói là do không được phát hiện và điều trị kịp thời nên các bệnh nhi này đều nhập viện trong tình trạng biến chứng sang viêm phổi nặng. Ngày hôm qua vào khoa truyền nhiễm bệnh viện Sản Nhi Nghệ An có 8 bệnh nhân bị mắc bệnh sởi. Tuy nó mới vào chứ sởi nó sẽ mắc ít nhất phải 7 đến 10 ngày trước. Nhưng đứa trẻ đến với chúng tôi thường nó đã nặng, nó bị chứng là viêm phổi. Cái sởi thì thường quy luật của nó là 4 năm bị lại một lần. Mà những cái sởi lúc đầu thì thường rất khó chẩn đoán, kể cả người cán bộ y tế. Tuy vậy phải có những người có chuyên khoa, lúc đó mới dễ theo dõi chẩn đoán được. Cái sởi thứ tư thế này, thứ nhất là nó sốt cao liên tục, nó chảy nước mắt, chảy nước mũi, nó có thể ho. Sau lúc đó thường 3 đến 4 ngày nó bắt đầu mọc. Khuyên cáo đối với bà con duy nhất đối với tiêm phòng đối với sởi chỉ gọi là tiêm phòng. Dự báo thời tiết có thể còn rét đậm kéo dài trong những ngày tới. Vì vậy, việc giữ gìn sức khỏe cho trẻ nhỏ là rất cần thiết. Bởi sức đề kháng của trẻ em còn kém, trẻ dễ bị nhiễm và lây bệnh. Và hãy đưa trẻ đi khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa khi trẻ có các biểu hiện bị bệnh, tránh tình trạng để bệnh biến chứng.